giới thiệu văn phòng Bias với lại tất cả các cộng đồng người Việt mình. Nếu các bạn có vấn đề gì trong cái những cái khó khăn về cái xe cộ, về tai nạn các bạn có thể liên hệ với văn phòng luật sư Bias, và các bạn tôi nghĩ rằng các bạn sẽ đạt được những cái thành công rất là tốt đẹp riêng cho bản thân các bạn, và các bạn sẽ rất là hài lòng khi các bạn rời khỏi văn phòng. Xin cảm ơn.